Xin chào các bạn, mình là Thu Trung. Mình có một niềm đam mê bất tận đối với làm bánh. Và mình mong muốn có thể truyền cho các bạn một chút đam mê đó qua khóa học bánh dứa. Bánh dứa là một món bánh truyền thống của người Đài Loan và được tin là sẽ đem lại những điều may mắn trong những ngày đầu năm. Gần đây, bánh dứa đã trở nên quen thuộc với chị em hơn bao giờ hết. Cái vị chua chua ngọt ngọt của nhân dứa hòa quyện với vị thơm ngon của vỏ bánh tan dần trong miệng. Hy vọng sau khóa học làm bánh này, các bạn có thể tự tay làm những chiếc bánh dứa thơm ngon cho gia đình và người thân. Bánh dứa có rất nhiều những công thức khác nhau. Nhưng trong khóa học này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 công thức vỏ bánh và 5 công thức nhân bánh. Ngoài ra, các bạn sẽ nắm được tất cả những lưu ý, những bí quyết trong quá trình làm bánh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu khóa học này nhé!